Rồi các bạn cho mọi người cùng xem ha. Hôm nay mình quay cái cảnh là máy cắt lúa Kubota DCM105X, cắt lúa của anh trưởng ấp nè các bạn. Tên gì? Danh Hoàng Hiệp. Danh Hoàng Hiệp nè các bạn. Trưởng ấp của ngã năm xã Bằng Thạch ha. Đây ảnh là chủ ruộng nè các bạn. Bây giờ lúa của ảnh bây giờ nó đang nằm trong cái hoàn cảnh vô cơn bão nha các bạn ơi. Hiện tại giờ thì trời đang mưa luôn. Nhưng bây giờ ảnh cho quyết định cho máy cắt luôn các bạn. Tại bây giờ bão tới hoài rồi chờ đợi không nổi. Rồi thêm đập vòng vòng thì nó sắp sửa nó bể nữa. Thì đang bơm nước. Giờ ảnh quyết định ảnh cho máy cắt luôn. Nó nằm ngay, đang mưa sáng giờ luôn các bạn. Nước thì ảnh lội ngang cỡ đó đó các bạn coi nè. Thấy chưa? Mà trời đang mưa lắc gắt luôn nha các bạn ơi. Đang mưa sáng giờ đó. Rồi quyết định cho máy cắt luôn các bạn. Giờ cắt về sấy. Quá trời khổ rồi. 2 cây 105. Mưa sáng giờ các bạn xem nè. Có chỗ nào mà khô. Thấy lúa không? Không có chỗ nào mà khô. Mà trời còn đang mưa luôn. Quyết định cắt luôn mà. Chứ giờ đang vô nghe nó cơn bão số 7 tới rồi bão số 8 tới nữa. Bây giờ mà neo hoài là chết luôn. Anh quyết định anh cắt luôn. Cho máy cắt luôn. Được nhiều được đó các bạn. Mà coi chiếc 100 thì cũng cắt cũng không đến đổi nè các bạn. Cái gầm cũng không có thấy ra lúa này không. Thấy có lý lắm. Nhưng mà nói nào ngay chạy chậm nha các bạn. Chạy lại gai. Trưởng ấp á, chủ ruộng luôn. Hai cây ở bên đây, cây đang chạy nè. Đang mưa luôn các bạn ạ. Không dứt hột mưa luôn. Quyết định cắt là cắt. Tình trạng này đó giờ mình cũng mới thấy lần đầu luôn nha.
mưa nhưng vẫn cắt. Nó là ngay chạy lê ga vậy đó các bạn, chứ không có chạy lẹ được. Tại vì này xử lý theo tình huống này, này chạy lẹ cái bỏ hết luôn. Đổi chạc lúa đâu các bạn thấy không? Cũng được. Mới làm nhiều nhiều đó đó, hết hồn luôn trời. Cắt cái nước của mình mà mình rồi bà chị phải lội cái hút đầu gối luôn. Quận cũng mấy vào hả? Ơi, anh qua tên gì ạ?